À, chi phí sản xuất nó thấp đó ừ, chủ yếu là muốn đem đến nhà vườn cái túi bao xoài mà chất lượng giá thấp để uh, giúp được một phần nào nha các bạn nói chung thì mình làm mình phải có lời đó làm thì mình làm phải có lời cho người dân lời mình lời người dân lời Như mình thấy thì giá bao nhập khẩu hiện tại thì rất là cao nha Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình dẫn Thì hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2023. Thì chiều hôm nay mình quay trở lại cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn. Thì giá mình báo là giá thu mua tại vườn đó các bạn. Thì mình cũng nhắc lại với các bạn là giá thu mua tại vườn. Thì giá ở giữa có thể là nó sẽ cao hơn ngàn. Tùy theo dựa thôi các bạn. Tùy theo dựa và khu vực của các bạn sống thôi. Thì uh, em mình thì chủ yếu mua ở khu vực Đồng Tháp Đó. Thì cũng uh, lâu lâu cũng mua An Giang, uh, các tỉnh lân cận các bạn Nhưng mà thời điểm này thì xài cũng nhiều, tương đối nhiều Nên uh, hiện tại chắc mua ở Đồng Tháp à Thì giá thu mua tại vườn sẽ xanh Xanh nhất là 6 ngàn, xanh nhì là 3 ngàn Giá tụt rất là mạnh các bạn ơi Thì ngày nay mới uh, đi hái lợi thôi còn xài vàng vàng nhất là 8 ngàn vàng nhì là 4 ngàn thì đó là cái giá mà mình báo tại vườn giá thu mua tại vườn thì mấy ngày nay các bạn cũng theo dõi rồi à, bên mình tạm ngưng một ngày đó các bạn ngưng báo giá một ngày thì hôm qua cũng không có cầm nhật giá để cho nó ngơi tức là mình mua mình hợp đồng với nhà vườn các bạn như bữa nay là hợp đồng thì mơi là bẻ đó, nhưng mà giá tù quá thì ngừng hình bữa để uh, uh, ổn định lại rồi uh, đi mua tiếp các bạn thì mình xin nhắc lại là giá thu mua tại vườn xài xanh xanh nhất là 6 ngàn xanh nhì là 3 ngàn xài vàng vàng nhất là 8 ngàn vàng nhì là 4 ngàn thì vườn xài của mình hiện tại là nó cũng chưa có bẻ nữa các bạn ngày nay thì cũng tính bẻ rồi nhưng mà chưa có nhân công đó chứ mình đi làm mà không, không không có bẻ được các bạn đây à, xài nóc ao chân quần muốn tới đất luôn rồi cũng. thì đợt này nó cũng uh, một số giường nó cũng uh, bị uh, nổ cháy đó các bạn à, xài mình bữa nay nóc nóc ao hết trơn các bạn đít còn quay luôn đây xài xanh cái này sẽ xanh cái này sẽ vàng các bạn à, thì đợt này nói chung để bự quá là nó cũng hơi 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 muốn trả màu rồi nha các bạn đó à, mình sẽ xanh nè đóng phấn nè còn quay luôn thì à, giá mình báo là mình xin nhắc lại với các bạn giá mình báo là giá thu mua tại vườn đó à, giá thu mua tại vườn thì anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ uh, alo trực tiếp số của em mình. Thì đợt này mình thấy nhiều vườn nó ra là ra lộc lắm các bạn. Vườn nào mà hết trái rồi thì người ta đổ gốc. Mấy nay đi mình đi theo đường thì mình thấy người ta cũng đổ gốc khá nhiều đó. Thì video mình uh, bữa nay uh, cập nhật giá ngắn gọn tại đây thôi các bạn ơi chung tình hình giá xài nó thấp thì mình cũng không có sung cho mấy đó nói chung giá thấp thì mình cũng buồn các bạn đó lúa bây giờ là 6 sáu ngàn ký rồi mà xài mà giá này còn tệ hơn giá lúa nữa các bạn một công lúa thì tệ vì là cũng được từ 800 tới tấn đó công xài nếu ai làm giỏi thì có thể là tấn tấn gửi đó, nếu mà so với tình hình vậy thì quá tệ các bạn nhưng mà xài mùa thì các bạn cũng biết rồi đó thì xài mùa nó năm nào nó cũng giá nó không cao các bạn ơi thì mong là một, một hai ngày tới hoặc là từng tới thì giá nó sẽ nhóng lên cho nếu mà xanh 84 còn vàng nó cao hơn nữa thì còn nói chung là còn có chút đỉnh lời các bạn đó thì vườn của mình còn ít thôi vườn của mình ít tại vì mấy đợt trước cũng bẻ tiễn xài vàng rồi thì video mình đến đây là kết thúc nha thì anh em nhà vườn nào mà yêu mến mình thì nhớ cho mình một like một chia sẻ nha các bạn còn nhớ anh em nào mà muốn mua túi bao xoài bên mình thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình nha à, nếu mà các bạn muốn mở đại lý hay là những đại lý nào mà muốn bán đó thì cứ alo trực tiếp bên mình thì túi bao này là sản xuất trong nước nha các bạn chi phí rất là chi phí sản xuất nó thấp đó uhm, chủ yếu là muốn đem đến nhà vườn cái túi bao xoài mà chất lượng giá thấp để uh, giúp được một phần nào nha các bạn ở chung thì mình làm mình phải có lời đó làm thì mình làm phải có lời cho người dân lời mình lời người dân lời như mình thấy thì giá bao nhập khẩu hiện tại thì rất là cao nha Thì đó là mong muốn của bên phía công ty mình cũng như là mình thôi thì video mình xin phép kết thúc tại đây nha Xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo thì anh em cứ kết bạn Zalo với mình là 079 590 5099 tại số điện thoại của mình nha ôi xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo